Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đồng chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có của thành phố khi dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Thành phố đã và đang áp dụng các biện pháp mạnh để phòng chống dịch, ảnh hưởng đến người dân, cộng đồng, doanh nghiệp nói riêng và việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 của thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, có những ý kiến đánh giá tổng thể, đầy đủ ở mọi khía cạnh để thảo luận và thống nhất những giải pháp liên quan đến công tác phòng chống và công tác nhân sự. Thành phố chúng ta đã qua gần 120 ngày kể từ khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng của đợt tái bùng phát từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay. Thành phố đã triển khai giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ tăng cường. Đặc biệt, từ ngày 16/8 đến nay, thành phố đã áp dụng những biện pháp phòng chống dịch mạnh nhất từ trước đến nay với phương châm ai ở đâu, ở yên đó. Đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố phải căng mình chống lại sự lây lan với mức độ nhanh của đại dịch COVID-19. Bằng sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã có những bước đi hợp lý, quyết đoán và tiếp tục tập trung cao độ cho giai đoạn quyết định sắp đến với nhiều khó khăn, cam go, nhưng nhất định sẽ chiến thắng được đợt dịch nguy hiểm, diễn biến phức tạp và khó lường này. Tuy đây là kỳ họp chuyên đề, thời gian kỳ họp diễn ra trong một buổi, song những vấn đề được xem xét quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Thay mặt chủ tọa kỳ họp và thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu dân cử, đóng góp ý kiến chất lượng vào nội dung kỳ họp để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri. Trong thời gian một buổi, các đại biểu nghe báo cáo về các quyết định, các chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 từ kỳ họp thứ 2 đến nay, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 từ kỳ họp thứ 2 đến nay, thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19, tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 từ kỳ họp thứ 2 đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định số 2828 về việc hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân gặp khó khăn do thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương đã lập danh sách hỗ trợ bằng tiền mặt mức 500.000 đồng một hộ cho gần 51.000 hộ dân. Về công tác hỗ trợ người dân trong bối cảnh thành phố thực hiện giãn cách cấp độ cao, ban hành quyết định số 2840 phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn các quận huyện với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Thành phố cũng đã tiến hành hỗ trợ một lần cho lực lượng ban điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ thôn thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố với mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề trong công tác phòng chống dịch, giải pháp cho các doanh nghiệp trong thực hiện ba tại chỗ, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, siết chặt quản lý tại các chợ truyền thống, đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân, các khó khăn, giải pháp cho năm học mới 2021-2022 để nhanh công tác triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân. Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phước Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả phiếu bầu, ông Trần Phước Sơn được 48 trên 52 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 92,31%. Bà Ngô Thị Kim Yến được 49 trên 52 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,23% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Như vậy, ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026.